Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này xin giới thiệu đến các bạn là một cái động cơ 60V 1500W không có hộp số giảm tốc. Đấy, con này thì rất phù hợp đối với khách hàng muốn độ chế xe máy thành xe điện hoặc là xe ga, thì các bạn kết nối nó với lại cái bộ phận khớp nối đây. Hiện tại thì trên thân con động cơ ấy là cái khớp này là khớp âm, thì bên em có trang bị cho các khách hàng là một cái trục. Đấy, cái trục này có thể cắm vào đây. Và các bạn về gia công dài ngắn bao nhiêu thì tùy, cái này mình sẽ cứ bán là mình cứ đưa cho khách hàng. Khách hàng về nhà tự cắt và tự tiện làm lại theo cái khớp nối với xe của mình sao cho nó phù hợp. Đấy, điều khiển 1500, động cơ 1500, tay ga và ổ đấu dây điện. Thì cái bộ này thì bên em có cả loại 2000W nữa, thì khách hàng mua 1500 cũng có, 2000 cũng có. Đối với cái con 1500 này có trọng lượng là 10 kg, con điều khiển này là 2,4 kg và tay ga trục. Đấy, thì các bạn lưu ý một số thông số đấy. Về thông số tốc độ thì động cơ này là có tốc độ là 3.500 vòng trên phút đối với điện áp 60. Nếu các bạn nào có muốn tua nhanh có thể chạy lên 72V. Tuy nhiên thì mình khuyến cáo là sử dụng đúng vôn thì nó đạt hiệu suất và độ bền cao nhất. Đấy. Còn về kích thước của động cơ thì như sau. Đây là kích thước. Kích thước chiều dài tổng thể 22 cm chưa tính thân trục. Kích thước chiều ngang lớn nhất 15 cm. Đấy là về kích thước của động cơ. Còn kích thước của điều khiển 25 chiều dài, 12 chiều rộng, và chiều dày của nó là 7,5. Đấy, con điều khiển này là hiệu suất nó là điều khiển rất là chuẩn các bạn nhé. Đây, điều khiển này có dòng là 75A. Đấy, 48V đến 60V 75A này này. Đấy, điện áp thấp của nó là 42V. Cái dòng này nó ghi vậy thôi, nhưng mà nó vẫn chạy đa năng các bạn nhé. Nó ghi là 48V nhưng mà thực tế nó vẫn chạy 60-48 bình thường các bạn nhé. Đấy, đấy. Con này nó ghi là 30 sò các bạn nhé. Điều khiển này là chạy 30 feet. Có bạn thì gọi là con mút phét, có bạn thì gọi là sò. Thì mình cứ gọi lôm na nó cho các bạn là nó có 30 con. Đấy. Thì cái điều khiển này, số lượng mút phét càng nhiều thì nó là càng khỏe. Đấy. Ngoài ra ấy, thì các bạn là tự nghiên cứu thêm những cái phần kết nối và những cái đây là nó có taro hết rồi. Các bạn có thể gia công những cái mặt bích vào những cái điểm này và tạo thành chân đế. Cái này thì rất là dễ thôi. Đó, mình bắt 5 con ốc này, xong rồi bắt một cái chân đế vuông này, thì cái đấy là không khó. Đấy, thì gia công trục khớp nối. Đối với những cái khớp nối ăn thẳng thì các bạn quan trọng nhất là phải đồng tâm. Còn đối với cái khớp mà có sự truyền xích thì các bạn phải kết hợp với một cái vòng bi ở ngoài này nữa thì nó sẽ cho độ bền cao nhất. Đấy. Và lấy cái G này làm chuẩn để các bạn tiện một cái mặt bích trung gian có cái G và cái G này. Đấy, đồng tâm ra đây. Đấy là cách làm mặt bích và đồng tâm nó chuẩn. Còn trên bộ điều khiển thì có sẽ có chức năng tiến lùi. Và con điều khiển này thì nó có khả năng tăng tốc đột ngột và khả năng tăng tốc mềm, cho nên các bạn yên tâm. Thì mọi cái thông tin sản phẩm có thể tham khảo thêm qua hai cái số điện thoại đang để trên màn hình. Đó, giá thành sản phẩm mình sẽ để ở dưới phần mô tả, các bạn có thể gọi điện trực tiếp hoặc là comment ở phía dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có những cái sản phẩm mới đăng lên.